Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay bên em thì có test hai cái sản phẩm này có gửi đến cho hai bác khách hàng của bên em. Một bác khách hàng ở Hải Phòng, anh có đặt con mic U7525 mã không nhé. Đây là một sản phẩm rất là cao cấp của bên em, tiếng mic rất là ok. Tí nữa em sẽ thử cái tiếng mic để cho em cùng nghe. Và là một cái sản phẩm thương hiệu của LX Acoustic, thì con này cũng có rất là nhiều các chức năng như cảm biến gia tốc, chế độ dò sóng sạch và chế độ tự ngắt đầy đủ cho anh em, và rất là tiết kiệm pin em nhé. Về hình thức thì con này rất là đẹp, ok chưa? Và ở đây thì em có kết nối với một con vang, đó là con vang cơ lai số LX6. Thì cái dòng vang này ngày hôm nay em có test và gửi cho anh Sốt, anh ở huyện Phú Tân, Cà Mau. Thì cái sản phẩm này bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng, và cũng bao ship và tặng cho anh một cặp jack ca lông để anh kết nối. Thì để sử dụng combo này rất đơn giản thôi, em cũng đã test. Bây giờ sẽ mở lên nhé và sẽ test nhạc cho anh em nghe. Anh có nói là ở nhà anh đang dùng cặp loa bass 30, thì em cũng đã chỉnh ok rồi. Đó, ok chưa, mở nhạc này. Thì cũng hướng dẫn tất cả anh em luôn. Ở đây ba cái chiếc app này, đó là chỉnh effect tổng, mic tổng và music tổng, ok chưa? Đó. Và đây là cái dòng vang có FBX, tức là quan trống hú anh em nhá. Tích hợp cả exciter lưng tiếng này. Tích hợp cả exciter lưng tiếng này, ok chưa? Chúng ta chỉ cần sử dụng cái tu vít nhỏ nhỏ này thôi là anh em có thể chỉnh được rồi, ok chưa? Đó, chỉnh bass trung check của phần mic và bass trung check của phần nhạc. Đặc biệt con này anh em có thể chỉnh delay, repeat, reverb, echo em nhá, chỉnh độc lập ở trên con vang này. Và khi em chỉnh tới đâu thì tất cả nó hiển thị trên cái thông số ở trên cái màn hình này hiển thị, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây music em đang để 48%, đúng không ạ? Mic đang để 20% và effect để 40%. Delay đang để 46%. Reverb, đấy, reverb là 34 em nhé. Còn no repeat đang để 50. Thì đây là cái sản phẩm rất là tốt. Thì giá bán hiện tại đang là 2.800.000 đồng. Đấy, 2.800.000 đồng bao ship cho anh em. Thì cái mẫu này, mẫu này rất là ok. Thì ngày hôm nay em có test hai combo này, hai combo này gửi đến cho hai bác khách hàng của bên em. Đó, ok chưa? Mở rất là căng, đúng không ạ? Con này nghe nhạc thì quá hay. Chỉnh check này rất đơn giản này. Giảm đi này. Đó, khi chúng ta giảm đi thì cái tiếng nó rất là tối, đúng không ạ? Đó, tăng lên này. Tăng lên này, ok chưa? Càng tăng lên tiếng càng sáng nhá. Lẩy tách tách luôn, đúng không ạ? Ok chưa? Thì cái này check chúng ta để tầm 1 giờ là hợp lý rồi, ok chưa? Và bây giờ thì em sẽ test cái bộ mic này và test con vang. Đó, để cho anh em cùng nghe chất âm của bộ mic anh em nhé. Em sẽ test từng mic một này. Đầu tiên là sẽ test tay mic mic B anh em nhé. 7 7 8 9, anh em nghe thế nào? Tiếng mic rất là dày. 5 5 6 7 7 8 9, 1 2 5 5 6 7 8 9, ok chưa? Tiếp đến sẽ test sang mic A nhá. Mic B được rồi, đúng không ạ? Sẽ test sang mic B này. Đây là cái tiếng mic nó rất là ấm, đúng không ạ? 1 1 1 2 2 5 5. Và để chỉnh delay ở trên con này thì hướng dẫn anh em luôn này. Delay nó độ trễ thôi, càng tăng càng chậm, 5 5 5 5 5 6 6 7. Cái delay này để tầm 1 giờ là ok rồi nhé. 5 5 6 7 8 9. Tiếp đến là anh em chỉnh repeat, nó là lặp lại này, càng tăng lên càng lặp lại nhiều. 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9, ok chưa? Rất là dễ sử dụng thôi. Reverb cũng vậy, reverb để cho em tầm đến 2 giờ ok rồi. Đó, thì đây là một cái dòng vang và dòng mic rất là dài, ok chưa? Đó, sử dụng kết hợp vào rất là hay. Thì có rất là nhiều anh em khi chúng ta mua về bị lệch tần số sóng. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn em luôn cách dò tần số rất đơn giản thôi. Ví dụ như đầu tiên em sẽ nhấn em sẽ nhấn nó lệch hết tần số đi, đúng không ạ? Thì là alo, alo 1 2, đúng không ạ? Là không thể alo được. Không thể alo được, đúng không ạ? Thì bây giờ làm thế nào để alo được? Thì nhấn hết, dò hết lệch cái tần số rồi, đúng không ạ? Thì cái bước đầu tiên anh em phải nhấn tay vào cái nút set này. Đó, nhấn vào nút set anh em nhé. Nhấn vào nút set này, sau đó nó chạy này này.
IR nó chạy này, sau đó anh em sẽ dí cái màn hình tên mic này vào chữ IR này là nhận được thôi. Đó, rất là đơn giản thôi nhá. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó, đó như này có vạch sóng là ok rồi này. Êt, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, đây là cách cách dò tần số. Thì rất là nhanh thôi. Thì bác nào có nhu cầu có mua một cái combo mic U7 25 mã này và con vang U6. Đây là combo rất là chất em hàng chính hãng. Thì gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Đây là những cái dòng này quá là cao cấp rồi. Ok chưa? Thì hôm nay làm video ngắn thôi. Ở đây test cho anh. Thì ok, cảm ơn hai anh đã tin tưởng mua hàng của bên em. Thời gian cuối năm này khá là bận cho nên là không thể làm video chi tiết được anh em nhé. Cho nên là các bác có thể thông cảm. Thì bây giờ sẽ đóng hàng vào và sẽ gửi đi cho hai anh ngay trong hôm nay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.